Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chuyến công du tới các nước phương Tây của người đứng đầu Ukraine dường như không đạt được mong muốn như kỳ vọng. Không những các chính trị gia mà đa số người dân phương Tây cũng đã quá chán ngán với những gì đang diễn ra tại Ukraine. Họ đang gây sức ép lên các chính phủ nhằm thay đổi chính sách đối với Ukraine. Và Tổng thống Zelensky bị buộc phải đàm phán công khai sẽ là một trong những chủ đề nổi bật trong video ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Tổng thống Zelensky bị buộc phải đàm phán công khai. Trong khi Tổng thống Zelensky thực hiện một loạt các chuyến thăm tới các thủ đô châu Âu, thì các phương tiện truyền thông của lục địa này cũng đang đưa tin về mong muốn giúp đỡ Kiev ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương đang suy giảm. Các chuyên gia dự đoán khối lượng hỗ trợ tài chính cho Kiev sẽ giảm đáng kể vào năm 2025. Tại phương Tây thì người ta đang ngày càng chú ý đến mức độ tham nhũng tại Ukraine, cũng như sự bất mãn ngày càng gia tăng trong chính những quốc gia này. Sự bất mãn này đến từ cả quân đội và những người dân bình thường. Tại Mỹ, những lời phàn nàn của người dân đối với Nhà Trắng trong việc nên cắt giảm hoặc tạm ngừng viện trợ Ukraine cũng không ngừng gia tăng. Hơn nữa, các mâu thuẫn chính trị nội bộ trong chính các quốc gia phương Tây cũng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Đa số các chính đảng ở các quốc gia đang yêu cầu chấm dứt chiến sự và bày tỏ quan điểm rõ ràng đối với chính quyền Kiev. Một yếu tố khác là nền kinh tế của châu Âu cũng đang bị suy giảm và lạm phát tăng cao. Điều này đã được xác định rõ ràng trong báo cáo của cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu là Mario Draghi. Tài liệu này cũng không đề cập đến việc tiếp tục hỗ trợ Kiev. Trong ngân sách cho năm tới, nhà tài trợ chính của châu Âu cho Kiev là Đức sẽ giảm một nửa chi phí so với năm nay. Trong khi đó, thì Pháp, Ý và Anh cũng buộc phải cắt giảm chi tiêu cho mục đích này. Theo các nhà kinh tế học, thâm hụt ngân sách trong trường hợp của châu Âu cần được xem xét cùng với vấn đề nợ công của khu vực này. Giá trị của nó ở hầu hết các nước EU đều vượt quá các mục tiêu được quy định trong thỏa thuận Maastricht. Nếu tình hình kinh tế của châu Âu tiếp tục xấu đi, thì EU sẽ phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ thực sự trong vòng một thập kỷ tới. Đây sẽ là sự tàn giã khối liên minh kinh tế hàng đầu thế giới với việc phân thành các phe phái hoặc sự ra đi của từng quốc gia. Đối với Mỹ, trong điều kiện bất ổn về chính trị và kinh tế như hiện nay, chủ đề về việc tiếp tục tài trợ cho Kiev thậm chí còn không được nêu ra. Nếu Đảng Cộng Hòa kiên quyết cắt giảm ngân sách trên quy mô lớn, thì khối lượng viện trợ rõ ràng sẽ được điều chỉnh lại. Nếu trở lại tháng 8 năm ngoái, Kiev dường như đã phản ứng gay gắt trước bất kỳ lời chỉ trích nào từ phương Tây dành cho mình. Thì giờ đây, Kiev được cho là đang sẵn sàng đàm phán về bất kỳ điều khoản nào. Sau đó, nhu cầu tối ưu hóa chi phí ở phương Tây không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về mặt chính trị. Tổng thống Zelensky đang trong một tình thế gần như tuyệt vọng một mặt thì Kiev không thể chấp nhận các điều kiện thất bại về quân sự và chính trị. Mặt khác, Kiev chỉ có thể quan sát các đồng minh đang ngày càng xa lánh và cắt giảm nguồn viện trợ dành cho mình. Ngoài ra, Kiev cũng được nhắc nhiều về việc từ chối thực hiện các thỏa thuận Istanbul. Và chính Tổng thống Zelensky, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Joe Biden được cho là nguyên nhân gây gián đoạn tiến trình hòa bình này. Trong khi đó, việc tạo ra bức tranh thông tin về thế giới còn có một mục tiêu khác điện kremlin đã nhiều lần tuyên bố tầm quan trọng đặc biệt của việc hình thành một cấu trúc an ninh mới tại châu âu theo ghi nhận của giới chuyên gia hiện tại thì moscow và washington đang nói về các phương án hoàn toàn trái ngược nhau để chấm dứt cuộc xung đột nga liên tục tuyên bố rằng nguyên nhân của cuộc khủng hoảng là những chính sách của nato tại ukraine chứ không phải là những lý do mà mỹ đã đưa ra đối với phương tây giờ đây phải đối mặt với hai sự lựa chọn một là tiếp tục leo thang xung đột và hai là đóng bằng xung đột và chấp nhận các điều khoản của nga nếu phải lựa chọn phương án đầu tiên thì sẽ là cuộc phiêu liều không có hồi kết. Còn nếu chọn phương án thứ hai thì đồng nghĩa với việc phương Tây phải đầu hàng trước Nga. Phương án nào cũng sẽ là sự lựa chọn khó khăn cho phương Tây ở thời điểm hiện tại. EU kêu gọi trừng phạt giáo hội chính thống giáo của Nga Ủy ban châu Âu nói rằng các vấn đề về tình trạng pháp lý của giáo hội chính thống giáo Nga ở EU vẫn là trách nhiệm của các nước thành viên. Các chuyên gia cho biết rằng nhiều quốc gia EU hiện đang sao chép các chính sách phân biệt đối xử của Kiev nhằm vào giáo hội chính thống giáo kinh điển Ukraine. Bất chấp áp lực đang đè nặng lên giáo hội chính thống Nga của tòa thường phụ Moscow tại một số nước EU, chính quyền cộng đồng sẽ không đưa ra quyết định tập thể về tình trạng pháp lý của giáo hội chính thống Nga. Hội đồng nghị viện của Hội đồng châu Âu đã thông qua nghị quyết vào ngày 1 tháng 10 kêu gọi các quốc gia thành viên công nhận vai trò của giáo hội chính thống Nga là một công cụ tuyên truyền của nhà nước này. Đây không phải là nghị quyết đầu tiên nhằm chống lại giáo hội chính thống của Nga. Vào tháng 4 năm 2022, giáo hội chính thống Nga đã bị chỉ trích tại Nghị viện châu Âu. Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục gây áp lực lên nghị sĩ của giáo hội chính thống Nga, nhưng sẽ không thể công nhận đây là một tổ chức bị cấm trong khối. Nếu Bruxelles đồng ý với điều này, thì đó sẽ là hành vi vi phạm quá rõ ràng Công ước châu Âu về nhân quyền. Liên minh châu Âu truyền trách nhiệm sang chính phủ các quốc gia, cho phép họ vi phạm nhân quyền. Sự phân biệt đối xử với giáo hội ở EU xảy ra trong bối cảnh áp lực chưa từng có đối với giáo hội chính thống Ukraine. Tại Ukraine thì hơn 70% dân số còn mình là chính thống giáo. Điều đáng chú ý là cuộc đàn áp chính thống giáo đã bắt đầu ở nước này vào năm 2014 sau cuộc đảo chính. Nhưng với sự ra đời của quân khu phía Bắc, chính quyền đã chuyển sang các biện pháp quyết liệt hơn. Vào tháng trước, một đạo luật có hiệu lực tại Ukraine đã cấm các hoạt động của chính thống giáo. Pháp sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Pháp đang có kế hoạch cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu đa năng Mirage 2000 vào đầu năm 2025. Trước đó, thì lực lượng Ukraine cũng đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên của Mỹ. Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Zelensky luôn khẳng định việc cung cấp máy bay chiến đấu của phương Tây là một trong những điều kiện để đối đầu thành công với Nga. Vào tháng 5 năm 2024, ông tuyên bố rằng Kiev cần ít nhất 130 máy bay để tiến hành các hoạt động quân sự thành công. Vào thời điểm đó, thì Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch và Na Uy đã hứa cung cấp cho Ukraine 80 chiếc F-16. Cuối cùng thì vào ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp, Sebastian Leclerc tuyên bố là họ sẽ chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine vào quý 1 năm sau. Đây là một bản sửa đổi của Mirage 2000 năm F dành cho xuất khẩu. Tuyên bố đầu tiên về khả năng giao Mirage được Tổng thống Macron đưa ra vào mùa hè năm 2024. Sau đó, họ bàn về kế hoạch bắt đầu đào tạo phi công người Ukraine. Các chuyên gia hàng không thừa nhận rằng Pháp có thể giảm nguồn cung máy bay của mình nếu như ông Donald Trump thắng cử tại Mỹ. Rõ ràng là tình hình ở mặt trận không hề có lợi cho Ukraine. Một khía cạnh quan trọng khác là vấn đề đào tạo phi công. Theo các chuyên gia, ngay cả khi các phi công Ukraine được huấn luyện trên Mirage, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn khi vận hành loại máy bay này. Tuy nhiên, không thể loại trừ một khả năng là các phi công quân sự lái F-16 cũng như là nhân viên kỹ thuật đang được đào tạo bởi BMC của Canada và Mỹ. Các loại máy bay này sẽ được điều khiển bởi những phi công người Mỹ và Canada. Theo thông tin hiện có, từ 12 đến 20 chiếc Mirage đã được lên kế hoạch chuyển giao cho Kiev. Ngoài tên lửa tầm xa, thì Mirage còn có thể mang theo các loại vũ khí có thể điều chỉnh và dẫn đường để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Chúng cũng có thể được sử dụng ở các khu vực nội địa Ukraine để bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Đối với các hệ thống tên lửa phòng không vốn là nền tảng của lực lượng Ukraine, chúng được tạo ra trong điều kiện đã biết trước các đối thủ tiềm năng. Tất cả các hệ thống phòng không đều có thể hoạt động trên tất cả các máy bay thế hệ tư tư mà không có ngoại lệ và hiệu quả cũng như nhau. Do đó, sự xuất hiện của các thiết bị hàng không mới do lực lượng Ukraine sử dụng sẽ chỉ làm tăng khối lượng công việc chiến đấu của Nga và sẽ tăng thêm mức tiêu thụ vũ khí cũng như đạn dược, nhưng đây sẽ không phải là yếu tố quyết định trong cuộc chiến. Quan điểm khác nhau của ông Donald Trump và bà Harris về chính sách đối với Trung Quốc. Cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đều đồng ý rằng chính quyền Trung Quốc gây ra mối đe dọa cho Mỹ, nhưng họ có những chiến lược khác nhau về cách giải quyết vấn đề này. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố vào tháng 7, cứ 10 người Mỹ thì có 8 người có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc. Washington cũng có sự đồng thuận rằng chế độ Bắc Kinh gây ra mối đe dọa nặng nề cho Mỹ trong lĩnh vực an ninh, quân sự, ngoại giao và công nghệ. Cách tiếp cận hiện tại đối với Trung Quốc bắt đầu từ cựu tổng thống Donald Trump, khi ông xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược. Chính quyền Trump đã áp dụng cách tiếp cận mới đối với quan hệ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nước Mỹ dưới thời của cựu tổng thống Trump đã áp đặt thuế quan mạnh mẽ đối với hàng hóa Trung Quốc, kiểm soát quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với các công nghệ bán dẫn của Mỹ và chuyển hướng chiến lược an ninh quốc gia từ Trung Đông sang Trung Quốc và Nga. Tuy chính quyền Biden đã tiếp tục nhiều chính sách tương tự, nhưng cũng có sự khác biệt trong cách tiếp cận. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump được cho là sẽ tiếp tục các chính sách đối với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên. Trong khi ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris sẽ tiếp tục các chính sách của chính quyền Biden. Hai ứng cử viên đều thống nhất về việc kiểm soát hàng hóa và công nghệ chiến lược, cũng như là di chuyển chuỗi cung ứng về trong nước và phá vỡ các hoạt động thương mại không công bằng của Bắc Kinh. Vào tháng trước, chính quyền Biden đã hoàn thiện mức thuế quan, giữ nguyên tất cả các mức thuế thời ông Trump và tăng mạnh đối với một số loại khoáng sản và công nghệ quan trọng. Trong khi đó, chương trình nghị sự của Đảng Cộng Hòa tập trung vào ông Trump cũng cam kết là sẽ thu hồi quy chế quan hệ thương mại bình thường, vĩnh viễn của Trung Quốc, vốn mang lại cho nước này các lợi ích thương mại tự do đối với Mỹ. Loại bỏ dần việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, bao gồm đồ điện tử, thép và dược phẩm. Ông Trump ám chỉ đến việc bùng nổ lại cuộc chiến thương mại khi cho biết ông có thể áp thuế hơn 60% đối với tất cả các loại hàng hóa tiến từ Trung Quốc. Trong nhiệm kỳ của mình, cựu tổng thống Trump đã tập trung vào việc hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và ngăn chặn xu hướng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Vào tháng 5, bà Harris cho biết quyền kiểm soát không phận và vũ trụ của Mỹ là điều cần thiết để đảm bảo hòa bình và an ninh toàn cầu. Và chính quyền Biden cũng đã luôn duy trì sự ổn định chi tiêu quốc phòng cho vấn đề này. Tuy nhiên, ông Trump và bà Harris có thể có những quan điểm khác biệt về sự cân bằng giữa những nguy cơ sắp xảy ra trong các cuộc chiến tranh khu vực như Nga, Ukraine, Israel và Hamas và nguy cơ tại eo biển Đài Loan cũng như biển Đông. Vào cuối tháng 9, bà Harris tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine như một cách thực hiện vai trò là cảnh sát thế giới của Mỹ. Chính quyền Biden vẫn khẳng định rằng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương là sân khấu ưu tiên của Mỹ. Tuy nhiên, việc viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến chính sách bảo vệ Đài Loan. Tổng thống Biden đã nhiều lần nói rằng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu như Bắc Kinh cố gắng sáp nhập hòn đảo này bằng vũ lực. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia trong Quốc hội Mỹ cho rằng những chính sách này cũng khá mơ hồ và không rõ ràng. Vào tháng 9 năm 2022, bà Harris cho biết Mỹ sẽ tiếp tục chính sách ủng hộ quyền tự vệ của Đài Loan. Điều này phù hợp với những chính sách lâu dài và lợi ích của Mỹ. Còn đối với cựu Tổng thống Donald Trump, Gần đây, ông đã gây tranh cãi khi cho rằng Đài Loan phải trả tiền cho Mỹ để được bảo vệ. Ông Trump cũng được ghi nhận là người đã xây dựng mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan trở nên tốt đẹp hơn bằng những cuộc điện đàm của ông vào năm 2016 với Tổng thống Đài Loan khi đó là Thái Anh Văn. Bên cạnh đó, ông cũng đã ký thành luật Đạo luật Du lịch Đài Loan vào năm 2018 và Đạo luật Đảm bảo Đài Loan vào năm 2020. Trong nhiệm kỳ của ông, một số chính trị gia cấp cao của Mỹ cũng đã tiến thăm hòn đảo này. Phó tổng thống Kamala Harris đã lên tiếng chỉ trích tình trạng vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Năm 2020, bà Harris đã phát biểu trước Hội đồng Quan hệ Đối ngoại rằng hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Trung Quốc phải được nêu bật trong các chính sách của Hoa Kỳ đối với nước này. Với tư cách là thượng nghị sĩ, bà Harris đã đồng bảo trợ cho đạo luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông vào năm 2019 và đạo luật chính sách nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ vào năm 2020 trừng phạt những cá nhân chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền tại Hồng Kông và Tân Cương của Trung Quốc. Còn đối với cựu Tổng thống Donald Trump, ông cũng đã chủ trì một số cột mốc về nhân quyền tại Trung Quốc. Chính quyền Trump cũng đã tuyên bố rằng chế độ Trung Quốc đã tiến hành cuộc diệt chủng đang diễn ra đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số khác tại Tân Cương. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!